Hello anh em, tôi đang ở Vinhome Ocean Park nhé. Các bạn nhìn thấy tuyến đường thi công rất là tấp nập, rất là đẹp anh em ạ. Từ bên trong bên ngoài, bên trong thì thi công cũng đại đa số một số nơi như Trà Là là đã bàn giao rồi, còn lại một số nơi cũng đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng nhé. Bàn giao cho khách hàng anh em ạ, 5 tháng trước nó đang giao bán mà bây giờ đã bàn giao cho khách rồi, đi vào hoạt động và sử dụng rồi. Đấy, có một số cái quán như quán phở Minh cũng đã xuất hiện ở Vinhome Ocean Park rồi. Quý anh chị nào mà quan tâm đến phở Minh thì có thể vui lòng vào để tham gia cùng với phở Minh nhé, ăn uống. Anh em nào mà công trường thì có thể vào phở Minh. Các bạn nhìn không, rất là đẹp, cây cối này, công trường rất là hoành tráng, đầy đủ, đầy luôn, rất là nhiều. Nói chung là thi công lúc nào cũng tấp nập 24/24. Vì vậy quý nhà đầu tư nào nhé mà quan tâm đến cái dự án Vinhome Ocean Park này thì có thể là vui lòng với tôi, comment bên dưới để tôi có thể hỗ trợ quý anh chị. Vinhome The Crown nhé. Đấy, các bạn nhìn nó tấp nập, cảnh quan rất là đẹp rồi. Xe là đầy đủ các loại xe, xe chở thép các thể loại là rất là chuyên nghiệp. Đấy, các bạn nhìn nó rất là nhiều xe thi công 24/24 luôn. Đấy, thì đây cũng là cái cơ hội cho quý nhà đầu tư để mà tham gia đầu tư nhé. Anh em nào đầu tư được thì comment bên dưới để tôi có thể hỗ trợ quý anh chị. Và các bạn nhìn thấy xe chỗ nào cũng có xe thôi. Đấy, công nhân này. Đấy, công nhân kéo thì rất đông. Thực sự là đây là cái cơ, bây giờ là Vinhome Ocean Park này đang bán với cái giá rất là ưu đãi, rất nhiều ưu đãi, đó là cho vay lãi suất là 18% 18 tháng. Đấy, 18 tháng không mất tiền nhé. Rồi, không mất lãi suất và hỗ trợ mua lại nhé, mua lại, cam kết mua lại 37% một năm sau 5 năm, và cam kết thuê lại 6% một năm sau 5 năm. Đấy anh em, rất là ngon anh em. Anh em nào mà quan tâm thì vui lòng comment bên dưới để tôi có thể hỗ trợ anh em Vinhome Ocean Park anh em nhé.